cách chơi và cách mua sổ số kiểu Mỹ Mega Vietlott. Ngày 18 tháng 11, công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott vừa chính thức phát hành loại hình sổ số tự chọn mới gần tương đồng với vé số truyền thống có tên Mắc 4D tại 9 tỉnh thành phố. Đây là sản phẩm thứ hai được Vietlott triển khai sau loại hình sổ số Mega 6/45. Điểm khác biệt của loại hình này so với Mega 6/45 là giá trị giải thưởng cố định, không được cộng dồn mà tăng cấp số nhân theo mệnh giá vé hoặc số lần mua. Ngoài ra, Vietlott được quyền tạm ngừng bán những dãy số có lượng người mua quá nhiều trong cùng một kỳ quay số mở thưởng. Xét về cách thức tham gia loại hình này tương tự sổ số truyền thống, nhưng khách hàng được tự chọn một dãy số từ 0000 đến 9999. Mỗi kỳ quay số mở thưởng xác định 5 hạng giải có trị giá từ 100.000 đồng đến 15 triệu đồng trùng khớp theo thứ tự. Thời gian mở thưởng vào các ngày thứ 3, 5 và 7 hàng tuần. Theo quy định của Vietlott, mỗi vé dự thưởng tối thiểu 10.000 đồng và đơn vị này sẽ trích 55% doanh thu mỗi kỳ để trả thưởng. Trong đó, chi phí trả thưởng rẻ nhất chiếm 15%. Ông Tổng Quốc Trường, Tổng Giám đốc Vietlott cho biết loại hình sổ số Mắc 4D ra đời nhằm đa dạng hóa loại hình sản phẩm để đáp ứng nhu cầu giải trí của các phân khúc khách hàng, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Hiện Vietlott đã chính thức vận hành hệ thống kinh doanh sổ số tự chọn tại 9 tỉnh, thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng. Theo kế hoạch, đơn vị này tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh vào tháng 12 năm nay. Theo VN Review, từ ngày 18 tháng 7 năm 2016, Vietlott sẽ phát hành sản phẩm qua thiết bị đầu cuối. Khách hàng có thể đến các điểm bán hàng, trung tâm sổ số tự chọn gần nhất để mua vé. Trong thời gian tới, Vietlott sẽ triển khai phương thức phân phối qua điện thoại và Internet. Khi đó, khách hàng có thể gọi điện, nhắn tin tới tổng đài hoặc truy cập vào website của Vietlott để mua vé. Vietlott phát hành sản phẩm Mega tại những tỉnh, thành phố nào? Từ ngày 18 tháng 7 năm 2016, Vietlott sẽ phát hành sản phẩm Mega 6/45 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Vietlott sẽ mở rộng địa bàn phát hành. Cụ thể, hiện đã có mặt tại 6 tỉnh thành phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Và trong tháng 11 năm 2016, dự kiến sẽ có mặt tại 3 tỉnh thành miền Trung. Việc phát hành sản phẩm tại các địa bàn sẽ được Vietlott công bố rộng rãi. Mua sản phẩm sổ số Mega 6/45 vào khoảng thời gian nào? Vietlott phát hành sản phẩm Mega 6/45 hàng ngày và kết thúc bán vé trước thời điểm quay số mở thưởng của sản phẩm là 15 phút. Lịch quay số mở thưởng của sản phẩm Mega 6/45 là thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Chương trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh Today TV www.vietlott.vn. Kết quả quay số mở thưởng được công bố tại các điểm bán hàng trên www.vietlott.vn, gọi điện tới tổng đài 1900 556868 hoặc nhắn tin với cú pháp Mega gửi tới 8179-9141-8351-8130-9939. Giá mua sổ số là bao nhiêu? Tham gia dự thưởng một bộ số, tức là khách hàng chọn 06 số để tạo thành một bộ số, giá trị tham gia dự thưởng 10.000 đồng. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số, chơi bao, giá trị tham gia dự thưởng bằng 10.000 nhân với số bộ tham gia dự thưởng. Nhiều nhất là bao 18 với số lượng bộ số là 18.564, thì tổng số tiền dự thưởng lên tới 185,64 triệu đồng. Cách chơi sổ số, chơi một bộ số. Cách chơi cơ bản nhất là chơi kiểu một bộ 6 số. Bạn sẽ được đưa một thẻ chọn số có 6 dãy số từ A đến F. Mỗi dãy có đánh số từ 1 đến 45. Mỗi thẻ ứng với tối đa 6 vé, chọn 6 bộ số trong 6 dãy. Mỗi vé có giá 10.000 đồng, số lượng vé muốn mua là tùy ý. Kỳ là ngày mở thưởng. Một dãy số được chọn, bạn có thể tham gia chơi trong nhiều kỳ, tối đa là 6 kỳ. Nếu bạn chọn một dãy số gồm 6 số trong một kỳ mở thưởng, thì tương ứng mệnh giá là 10.000 đồng. Cùng dãy số trên, nếu bạn chọn 2 kỳ mở thưởng, thì tương ứng mệnh giá là 10.000 x 2 bằng 20.000 đồng. Tương tự, bạn có thể chọn tối đa 6 kỳ mở thưởng, tương ứng mệnh giá là 10.000 x 6 bằng 60.000 đồng. Ví dụ, bạn chọn một dãy số trong 3 kỳ. Kỳ thứ nhất mở thưởng ngày thứ 4. Nếu dãy số của bạn không trúng thì bạn tiếp tục giữ lại tấm vé để dò trong kỳ tiếp theo là kỳ 2, mở thưởng vào ngày thứ 6. Nếu vẫn chưa may mắn, bạn tiếp tục giữ lại tấm vé để chờ kết quả của kỳ thứ 3, mở thưởng vào chủ nhật. Chơi nhiều bộ số. Khách hàng có các gói chọn từ 7 đến 18 số trên một vé, loại này gọi là bao. Có các bao từ 7 đến 18 số, giá vé của loại này sẽ cao hơn. Vé bao 7 số là 70.000 một vé, loại 18 số là 185 triệu đồng một vé.
Bao năm tức là bạn phải chọn 5 con số, còn lại 40 con máy sẽ tự động ghép vào dãy số cho bạn, nghĩa là bạn sẽ có 40 bộ số dự thưởng. Bao 7 tức là bạn phải chọn 7 số trong tổng hợp 45 con số. Sau đó, máy sẽ tự động kết hợp những con số mà bạn chọn thành một dãy số gồm 6 số. Như vậy, bạn sẽ có tổng cộng là 7 bộ số dự thưởng. Ví dụ, bạn chọn 7 con số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Như vậy, các dãy số của bạn sẽ là 01, 02, 03, 04, 05, 06, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Tương tự, bao 8 đến bao 18 sẽ cho ra những bộ số tương ứng như hình trên. Sau khi đã chọn cho mình những dãy số ưng ý, máy sẽ in ra cho bạn tấm vé tương ứng. Cơ cấu giải thưởng. Mỗi kỳ quay sẽ có 4 giải thưởng, giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba. Giải đặc biệt trùng 6 số, tối thiểu 12 tỷ Việt Nam đồng. Giải nhất trùng 5 số, 10 triệu Việt Nam đồng. Giải nhì trùng 4 số, 300.000 Việt Nam đồng. Giải 3 trùng 3 số, 30.000 Việt Nam đồng. Bao nhiêu giải thưởng và giải thưởng được tính như thế nào? Khác với các hình thức xổ số khác, giải jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa là nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp. Đó là lý do mà sau 38 lần quay, đến lần thứ 39, quay tối 6/10, giải jackpot sẽ lên tới 92 tỷ đồng. Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất. Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải đặc biệt, thì giải đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng. Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ giải nhất đến giải 3 được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng. Một lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với một lần tham gia dự thưởng. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng toàn bộ số tiền trúng thưởng vượt lên 10 triệu đồng của một vé trúng thưởng trong một kỳ quay số mở thưởng nhân với 10% thuế suất thuế thu nhập cá nhân. Vietlott có trách nhiệm cấp biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người trúng thưởng khi có yêu cầu. Cách chơi và mua xổ số kiểu Mỹ giải thưởng 12 tỷ thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân thành phố Hồ Chí Minh bởi sáng 18 tháng 7, các điểm bán vé số tự chọn có giá trị giải thưởng 12 tỷ đồng bắt đầu khai trương phục vụ khách. Tuy nhiên, do đây là hình thức chơi xổ số mới nên không ít người còn gặp lúng túng trong cách chơi. Cách chơi và mua xổ số kiểu Mỹ giải thưởng 12 tỷ. Xổ số kiểu Mỹ là gì? Bỏ ra ít và thu lại nhiều, xổ số kiểu Mỹ giải thưởng 12 tỷ đang tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Sài Gòn. Rất đơn giản, khách hàng sẽ được phát một thẻ chọn số, dùng viết chì bôi đen số muốn chọn, sau đó cho thẻ số vào máy, hệ thống sẽ in ra tờ vé số. Với giá trị giải thưởng gấp gần 10 lần so với vé số truyền thống, thêm vào đó, khách hàng được tự chọn số nên dịch vụ xổ số mới này thu hút đông đảo người dân trong ngày đầu khai trương. Nhiều người dân bày tỏ đây là lần đầu tiên vé số kiểu Mỹ xuất hiện tại Việt Nam nên họ rất háo hức. Thậm chí có người còn có mặt tại điểm bán từ 8 giờ để mong sở hữu tấm vé số kiểu mới này. Được biết, hình thức vé số tự chọn còn mới mẻ ở Việt Nam. Cách bán vé số bằng máy là quá lạ với vé số truyền thống. Với cách mua vé số mới, người chơi có thể bao một lúc nhiều bộ số. Cùng một bộ số đã chọn có thể tham gia nhiều kỳ. Mỗi bộ số tự chọn tham gia dự thưởng có giá 10.000 đồng. Cách chơi và mua xổ số kiểu Mỹ giải thưởng 12 tỷ. Theo một nhân viên bán vé, việc vận hành các thiết bị phục vụ cho việc bán vé không quá phức tạp, nhưng lại đòi hỏi sự chính xác cao độ. Khách hàng sẽ được phát một thẻ chọn số, dùng viết chì bôi đen số muốn chọn, sau đó cho thẻ số vào máy, hệ thống sẽ in ra tờ vé số. Do ngày đầu, nhiều khách hàng chưa biết về thể lệ chương trình xổ số nên người bán mất khá nhiều thời gian để giải thích, hướng dẫn cho người chơi. Các nhân viên bán vé số phải trải qua khóa học vận hành trang thiết bị của xổ số điện toán, được cấp chứng chỉ mới được đứng quầy bán vé. Hình thức này không giống như vé số truyền thống ai cũng tham gia bán được. Ông Trần Trọng Dũng ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, một khách tham gia mua vé số kiểu Mỹ cho biết, loại xổ số tự chọn này có nhiều điểm khác so với vé truyền thống nên khách mua lần đầu rất bỡ ngỡ. Phải mất hơn 30 phút tìm hiểu về thể lệ và nghe nhân viên hướng dẫn, ông mới mua được một vé có 5 bộ số tự chọn trị giá 50.000 đồng. Thể loại xổ số này nghe qua khá hấp dẫn, nhưng đến khi mua, tôi lại bất ngờ về tờ vé số có giá trị 50.000 đồng nhưng lại mỏng manh như tờ phiếu số để lấy số thứ tự ở các điểm làm dịch vụ.
rất dễ bị nhàu, bị rách. Vé được quản lý bằng mã vạch tuy hiện đại nhưng còn xa lạ với người dân, ông Dũng nói. Mới ngày đầu mở bán, ông Bùi Nguyễn Gia Khang, chủ đại lý vé số tự chọn ở quận 5 nhận xét. Hình thức sổ số mới ngày nay khai trương đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Trong ngày đầu mở bán, đại lý chúng tôi đã bán được hơn 1.000 vé với đủ các mệnh giá, từ 10.000 đồng đến bao lô 9 con số có giá 840.000 đồng. Để được làm đại lý sổ số tự chọn, ông Khang phải mất nhiều tháng tìm hiểu cho nhân viên học cách vận hành. Theo ông Khang, tùy thuộc vào doanh số của mỗi đại lý mà có số tiền đặt cọc khác nhau. Tổng số tiền để mở một điểm giao dịch vé số tự chọn khoảng 100 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thuế chân máy bán vé và tiền cọc vé. Cách chơi và mua sổ số kiểu Mỹ giải thưởng 12 tỷ. Cách chơi sổ số kiểu Mỹ Powerball. Sổ số kiểu Mỹ hay còn gọi là Powerball Mỹ, US Powerball Lottery, là một hình thức chơi sổ số được mở thưởng vào các tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Để tham gia, tất cả các việc mọi người cần làm là mua vé sổ số bằng cách chọn lấy 5 con số từ 1 đến 69, gồm cả thêm một con số Powerball thứ 6 từ 1 đến 26. Rất nhiều người mong chờ sẽ có một giải độc đắc thật lớn để thỏa mãn công sức đặt cược của mình. Họ chỉ điền vào tờ giấy vé số con số cược chỉ khi họ biết mức trúng không dưới 600 tỷ đồng Việt Nam. Những loại giải này chỉ có tại những trạm bán vé số địa phương mỗi một lần trong vài năm, nhưng loại giải này có tuần trên US Powerball, nơi mà giải thưởng thắng cuộc không bao giờ ít hơn 900 tỷ Việt Nam đồng. Và bây giờ, các tay chơi sổ số có thể mua vé số của US Powerball mà không cần là công dân Hoa Kỳ. Powerball Mỹ có mặt trên 29 tiểu bang gồm Washington DC và đảo Virgin. Bây giờ, Powerball Mỹ mở ra cho tất cả các tay chơi trên toàn thế giới. Powerball Mỹ gồm có 30 khu vực sổ số trên khắp lục địa Hoa Kỳ. Cơ quan phát hành vé số này được quốc gia Hoa Kỳ chỉ định là một cơ quan tổ chức phi lợi nhuận. Powerball Mỹ yêu cầu người chơi chọn 5 số trong nhóm 69 số và chọn thêm một con số may mắn trong nhóm 26 số. Người may mắn là người có được cả 6 số sẽ nhận được giải độc đắc. Đây là cơ hội thay đổi cả đời người. Sau khi cược vé số đầu tiên vào Powerball Mỹ, người chơi sẽ thấy rằng cuộc chơi sổ số này rất thú vị. Nó thú vị ở chỗ là giải độc đắc chính không phải là cái duy nhất, mà bạn vẫn còn cơ hội thắng những giải nhỏ hơn và chỉ mất có 1 đô la tương ứng với 20.000 Việt Nam đồng là có thể cược cho giải phụ và nó có thể cải thiện tài chính của đời bạn nếu bạn may mắn. Cách chơi và mua sổ số kiểu Mỹ giải thưởng 12 tỷ, tấm vé thay đổi cuộc đời. Powerball Mỹ là một cuộc chơi sổ số mang tính quốc tế và nó là một trong những giải sổ số lớn nhất thế giới. Vì vậy, hãy thử vận may của mình với Powerball Mỹ và thắng thật nhiều tiền. Nếu một người ở Mỹ trúng một vé số độc đắc, ghi vào phía sau vé trúng tên họ của người đó và tên họ của người thân hiện đang ở Việt Nam hay tại một quốc gia nào khác để khai báo là mua chung, thì chính phủ Mỹ sẽ cấp visa cho người thân ở nước ngoài đến Mỹ để ký tên lãnh nhận tiền trúng số. Người thân có quyền dùng một phần trong số tiền trúng số để xin định cư tại Mỹ. Nếu may mắn trúng số thì nhớ không nên la hoảng lên, sẽ dễ bị giết chết. Những tổ chức tội phạm sẽ đến tra khảo, tống tiền bạn và đòi tờ vé số. Khi biết trúng số thì việc trước tên bạn nên ký tên của bạn vào phía sau tấm vé số đó. Như vậy không ai có thể cướp được cả. Khi bạn vào nhận giải thưởng, người ta sẽ hỏi bạn đã mua vé số đó ở đại lý bán vé số nào và người ta sẽ lấy video an ninh tại chỗ đó để so sánh đối chiếu với bạn. Một người ăn cắp vé số của người khác sẽ dễ bị bắt giữ nếu không chứng minh được. Nếu bạn nhờ ai đó đi mua thì an ninh cũng sẽ đối chiếu. Những băng đảng buôn lậu ma túy rửa tiền khi biết có ai đó trúng số độc đắc thường sẽ đến thương thuyết mua lại với giá trọn gói chứ không phải mất 40% giá thuế. Nhưng nếu ôm tiền mặt quá lớn, bạn sẽ không biết sẽ làm gì được vì không thể gửi đi đâu hay cất giấu đâu được cả. Trúng số là may mắn, nhưng nhiều gia đình người Việt tại Hoa Kỳ trúng số độc đắc rồi sau đó vợ chồng con cái chia ra ăn chơi phung phí, khiến gia đình tan nát và cuối cùng trở thành vô gia cư luôn. Ngoài số Powerball, tại California và nhiều tiểu bang khác còn có sổ số Mega Millions và số Super Lotto sổ số 2 lần trong tuần với giá USD 1.01 vé số. Người mua có thể mua qua máy bấm chọn bất kỳ hoặc ghi các số do mình chọn vào một tấm slip rồi đưa vào máy sẽ in ra số đúng theo mình đã chọn. Dò vé xem có trúng hay không thì có thể dò trên mạng internet của công ty sổ số ở mỗi tiểu bang. Ví dụ www.cataterry.com hoặc đưa vé số đến các máy dò số tại các đại lý bán vé số như trạm xăng, các tiệm bán lẻ, siêu thị, cửa hàng.
Những máy dò số đều rất lịch sự, vì hầu như mỗi lần bạn đưa vé số vào dò thì nó đều hiện ra hàng chữ rất lễ phép là Sorry, you are not a winner. Xin lỗi, bạn không phải là người thắng.